Trong hai ngày 8 và 9 tháng 10, đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, làm việc với các phường trên địa bàn thành phố về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại buổi làm việc, đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, nghe các địa phương báo cáo về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Nhìn chung, các địa phương đã tập trung tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh theo quy định. Công tác kiểm tra, tầm soát dịch được tổ chức chặt chẽ, cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Công tác tiêm vaccine được tiến hành đúng tiến độ. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Thành ủy biểu dương ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của các địa phương đã nỗ lực trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời yêu cầu các địa phương cần tập trung tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 như sau. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 các địa phương có kế hoạch kiểm soát, tầm soát dịch bệnh quyết liệt hơn nữa, tăng cường công tác tiêm vaccine đúng tiến độ. Các địa phương thuộc vùng cam gồm các phường Đông Hải, Đô Vinh, Bảo An và Mỹ Đông cần tăng cường công tác lấy mẫu dịch tễ theo phương thức 1-3-7 để kịp thời bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, phấn đấu trong 2 tuần tới trở thành vùng xanh. Các địa phương thuộc vùng vàng tăng cường công tác trực chốt kiểm soát dịch, khu phong tỏa, tăng cường công tác lấy mẫu test nhanh, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân dân, ai ở đâu ở yên đó, và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, sớm sẽ trở thành vùng xanh trong 1 tuần. Tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ các trường hợp người dân trở về từ thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và các tỉnh nằm trong vùng dịch. Đối với các trường hợp chống đối, khai báo không trung thực, tùy theo mức độ, có thể xử lý hành chính hoặc hình sự. Đề nghị chính quyền địa phương cần tuyên truyền nâng cao nhận thức, yêu cầu của người dân cách ly tại nhà một cách nghiêm túc, thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Chính quyền địa phương cùng tổ giám sát phòng chống COVID-19 tại cộng đồng, rà soát kỹ lưỡng các trường hợp có yếu tố dịch tễ, tuyên truyền để người dân tự giác khai báo y tế, nâng mức độ cảnh báo cao nhất, sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố.